Bé trai con nhà chị Tú Trinh vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Chị cho biết chỉ trong vòng 2 ngày mắc tay chân miệng, bé đã biến chứng đến viêm não. Cũng nóng sốt rồi coi thì thấy là trong lòng, bàn tay, bàn chân với miệng nó bị nổi mọc lên. Triệu chứng nó là vậy, nhưng mà nó mau lắm, nó mau cấp kỳ luôn. Trong vòng có 2 ngày mà xuống đây là bác sĩ nói nặng dữ lắm. Qua một đêm đi xe dịch vụ nó phát ban rất là nhanh, nó lên tới cổ này nha. Nó giống như mấy cái mụn nước trắng vậy á. Xong rồi cái da lên thì người ta bắt nhập viện tại vì bé có biểu hiện là trên tay miệng thiệt rồi. Nhiều ca mắc tay chân miệng diễn tiến nặng, co giật, các bác sĩ phải dùng dây cố định. Sở dĩ có nhiều ca diễn tiến nhanh và thậm chí tử vong do tay chân miệng, các bác sĩ cho biết là do virus EV71. Năm nay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều trẻ mắc loại virus này. Năm năm trước thì EV71 rất là ít, nhưng mà năm nay thì khá là nhiều. Cái tỷ lệ nó có thể hơn 70%, 50-70% trở lên. Thì thường thường khi mà EV71 nó đông như vậy, nó nhiều như vậy thì khả năng biến chứng sẽ nhiều hơn. Và biến chứng nhiều hơn thì cái số lượng nhập viện nó sẽ phải nhiều hơn. Các bác sĩ đã có phác đồ điều trị với loại virus EV71 từ lâu. Tuy nhiên, năm nay với sự quay lại của nhiều ca mắc phải virus, các bác sĩ khuyến cáo điều cần làm là các bậc phụ huynh cần sớm phát hiện bệnh. Khi trẻ có biểu hiện sốt hơn 2 ngày và nôn ói, giật mình liên tục khi ngủ trong vòng 30 phút, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất.